Sapa là một trong những điểm đến hàng đầu nổi tiếng tại Việt Nam, thu hút đông đảo du khách bởi một vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và nét độc đáo trong văn hóa của người dân địa phương. Vậy bạn có biết nên đi du lịch Sapa vào mùa nào, tháng mấy là đẹp nhất hay không? Và nếu bạn vẫn còn đang phân vân, không biết nên đi thời gian nào để có thể khám phá Sapa trọn vẹn nhất, hãy tham khảo những kinh nghiệm du lịch Sapa 12 tháng sau đây của blog du lịch các bạn nhé! Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 1. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 2. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 3. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 4. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 5. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 6. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 7. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 8. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 9. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 10. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 11. Và kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 12. Một, kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 1. Tháng 1 hàng năm là thời điểm Sapa đón rất nhiều du khách bởi cái lạnh hiếm có. Nhiệt độ đầu và giữa tháng có thể xuống đến 8 độ C, cao nhất thì chỉ khoảng 10 độ C. Về cuối tháng nhiệt độ sẽ càng tăng. Du lịch Sapa vào tháng 1, các bạn sẽ phải bất ngờ trước những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo. Sapa lúc này chìm trong cái lạnh cắt da, làng bản thì khuất sau màn sương mờ ảo, tạo nên bức tranh thơ mộng và lãng mạn. Sương mù phủ kín làm cho mọi thứ trở nên huyền bí hơn. Người cách nhau có vài mét là không thể nhìn thấy nhau rồi. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 0 độ C. Và nếu may mắn, các bạn có thể thấy được tuyết nhiệt đới. Tuyết phủ trên khắp các sườn đồi, bám cả vào những hàng cây ven đường. Cả thị trấn như được bao bọc bởi một tấm áo trắng xóa. Vì Sapa là nơi cư trú của dân tộc Mông, Tày, Giao, Hà Nhì, cho nên nếu du lịch vào tháng 1, các bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các lễ hội đặc trưng như là lễ hội Gầu Tàu, lễ hội Xuống Đồng, hội hát Giao Duyên. Ngoài ra, Sapa vào tháng 1 cũng là mùa của hoa mơ và hoa mận. Sắc trắng tinh khôi bao phủ khắp các bản làng, vườn tược, triền đồi, khiến bạn cứ trầm trồ mãi không thôi. Mùa hoa mơ, hoa mận thường chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 cho đến 3 tuần. Cho nên, blog du lịch khuyên bạn hãy lên lịch trình sớm nhất có thể nhé. 2. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 2. Du lịch Sapa vào tháng 2 có khá nhiều nét quyến rũ cho du khách. Và đây là lúc cả Sapa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Hoa đào và hoa mận thì đua nhau khoe sắc, xua tan đi hơi đông giá rét của các bản làng. Và giữa làn sương mờ ảo, Sapa trở nên dịu dàng và rực rỡ với sắc hồng của đào và trắng tinh khôi của hoa mận. Sapa trong những ngày này vẫn còn một chút giá lạnh của mùa đông với nhiệt độ trung bình là 15 độ C, có thể giảm xuống đến 5 độ C vào ban đêm. Sau đó, blog du lịch nghĩ rằng các bạn vẫn nên mang theo đủ quần áo ấm để tránh bị cảm lạnh các bạn nhé. Đến Sapa vào tháng 2, các bạn cũng đừng quên đi chợ phiên vùng cao, thường tổ chức vào chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra thì du lịch Sapa vào lúc này, các bạn còn được tham gia vào không khí lễ hội sôi động với những điệu nhạc, điệu múa và những trò chơi dân gian hấp dẫn. Các lễ hội đặc sắc của Sapa trong tháng 2 bao gồm có lễ hội khèn hoa, lễ hội gầu tàu, lễ hội nhặn sồng, lễ hội róng bọc, v.v. Tháng 2 cũng là mùa thu hoạch dâu tây ở Sapa. Những quả dâu tây chín mọng, ngọt lịm, nặng trĩu cành, chờ người đến hái. Và đến Sapa vào dịp này, các bạn nhất định phải trải nghiệm thu hoạch và thưởng thức dâu ngay tại vườn các bạn nhé! 3. Kinh nghiệm du lịch Sapa vào tháng 3. Sẽ không ngoa khi nói rằng bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng là dịp lý tưởng để du lịch Sapa. Tháng 3 thì cái xe lạnh của mùa đông bắt đầu nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Nhiệt độ trung bình thì dao động từ 12 cho đến 19 độ C. Càng về đêm thì trời càng lạnh. Tháng 3 là mùa xuân tại Sapa, cả thị trấn chìm trong hương sắc của các loài hoa Tây Bắc.
và trong hơi thở của mùa xuân, những cành hoa đào, hoa mận trắng, hoa lê và hoa đỗ quyên cùng nhau tô điểm tạo nên một Sapa đầy lãng mạn và thơ mộng. Khi đến Sapa trong tháng này, các bạn có thể lang thang khắp mọi ngóc ngách, bản làng, vừa ngắm cảnh, vừa hòa mình vào không khí tinh khiết của mùa xuân tại vùng cao nguyên núi. Ngoài ra, tháng 3 còn là thời điểm diễn ra lễ hội hoa đỗ quyên, một sự kiện văn hóa và giải trí độc đáo nhằm tôn vinh vẻ đẹp và sức sống của loài hoa đỗ quyên, biểu tượng của Sapa. Du lịch Sapa vào tháng 3, các bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng ruộng bậc thang trong mùa nước đổ. Những thửa ruộng bậc thang không còn trơ trụi như các tháng trước bởi bà con đang bắt đầu dẫn nước vào để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Và nhìn từ trên cao, dòng nước lấp lánh như một tấm gương phản chiếu bầu trời xanh dương. Bốn, kinh nghiệm du lịch Sapa vào tháng 4. Tháng 4 là thời điểm giao mùa ở Sapa, cả thị trấn bừng sáng với sắc hoa rực rỡ, khung cảnh đẹp như bức tranh sơn thủy hữu tình. Du lịch Sapa vào thời điểm này, các bạn sẽ được trải nghiệm bầu không khí trong lành và thoải mái, một ngày có đủ 4 mùa. Sáng sớm thì hơi se lạnh, trưa chiều thì lại ấm áp, tối đến lại chuyển rét. Nhiệt độ trong ngày thì dao động khoảng từ 15 cho đến 20 độ C, bầu trời quang đãng, mây trắng, nắng ấm mà không gây cảm giác oi bức. Tháng 4 cũng là thời điểm hoa mận và hoa đào Sapa bung nở vào đợt cuối, nhường chỗ cho hoa đỗ quyên và tam giác mạch. Đặc biệt, tháng 4 còn là mùa nước đổ ở Sapa, những thửa ruộng bậc thang lấp lánh ánh bạc, xen lẫn với màu mạ non, báo hiệu cho một mùa vụ rất là bội thu. 5. Kinh nghiệm du lịch Sapa vào tháng 5. Tháng 5 thường là mùa nắng nóng cao điểm ở các tỉnh thành miền Bắc và Trung Bộ. Nhờ vào khí hậu mát mẻ quanh năm, cho nên Sapa đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch nghỉ mát, tránh nóng mùa hè. Một ngày ở Sapa thì có đủ 4 mùa, thời tiết dễ chịu giống như mùa thu của Hà Nội và không kém cạnh gì cao nguyên hoa Đà Lạt. Tháng 5 là thời điểm chớm hè, cho nên nhiệt độ thường dao động trong khoảng từ 20 cho đến 25 độ C, trời mát và nắng nhẹ. Và khi đêm xuống, nhiệt độ giảm xuống khoảng 15 cho đến 17 độ C. Càng về khuya thì càng lạnh hơn. Và ở những vị trí cao như là đỉnh Pha Si Păng hay là đèo Ô Quy Hồ, nhiệt độ sáng sớm có thể xuống đến 9 cho đến 10 độ C. Tháng 5 cũng là mùa của những loài hoa thơm Tây Bắc, cả thị trấn Sapa rực rỡ với sắc hoa oải hương, hồng cổ và cẩm tú cầu. Một điều thú vị khác khi đi du lịch vào thời điểm này chính là mùa nước đổ. Những thửa ruộng bậc thang lấp lánh ánh bạc tạo nên cảnh tượng siêu thực và hiếm có. Săn mây cũng là đặc sản trong các chuyến du lịch Sapa vào tháng 5. Giữa bốn bề gió lộng, các bạn như thấy mình như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh. Cảm giác đi xuyên qua các tầng mây, dưới chân là thảm mây khổng lồ nhẹ trôi theo gió, rất là tuyệt vời luôn nhá. Mùa hè ở Sapa còn lôi cuốn du khách bằng hương vị ngọt ngào của các loại trái cây như là quả đào thanh mát hay là những trái mận tam hoa chín mọng. Ngoài ra, khi đến Sapa vào tháng 5, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn ngon được chế biến từ táo mèo rừng chín vàng luôn đó. 6. Kinh nghiệm du lịch Sapa vào tháng 6. Sapa được mệnh danh là thiên đường tránh nóng của miền Bắc nhờ vào không khí dễ chịu và ôn hòa. Tháng 6 trời Sapa khá là quang đãng, ít mưa, nhiệt độ ban ngày thì dao động từ 25 cho đến 28 độ C, ban đêm là từ 14 cho đến 16 độ C. Du lịch Sapa vào tháng 6, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang xanh màu mạ non. Mảng xanh tươi tàn xen lẫn một chút lấp lánh ánh bạc của mùa nước đổ đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy tính nghệ thuật. Tháng 6 còn là mùa của rất nhiều loại trái cây chín mọng, trong đó có mận và lê là những quả nổi tiếng nhất. Mận Sapa thường được trồng dọc theo đường lên đèo Ô Quy Hồ ở các bản như là Tả Phìn và Tả Van. Các bạn có thể trải nghiệm tự tay thu hoạch mận, chụp ảnh check-in và thưởng thức quả ngay tại vườn. Tháng 6 cũng là mùa lê tai nung, một loại quả đặc sản trồng nhiều ở các vùng Hầu Thào, Tả Phìn, Lao Chải, thị trấn Sapa và Bắc Hà. Lê tai nung có vỏ mỏng, giòn, ngọt và mọng nước, gần giống với quả mắc cọp. Ngoài ra, các bạn có thể thưởng thức các loại quả đặc trưng khác của vùng Tây Bắc như là đào hay là thanh mai. Sapa cũng nổi tiếng với rất nhiều loài hoa đẹp, mỗi mùa lại có một loài hoa khác nhau. Tháng 6 thì là mùa của hoa hướng dương, hoa cánh bướm và hoa mã tiền thảo, hay còn gọi là cỏ roi ngựa
với sắc tím rực rỡ và rất là tuyệt đẹp luôn nhé. 7. Kinh nghiệm du lịch Sapa vào tháng 7. Du lịch Sapa vào tháng 7, các bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt về thời tiết giữa Sapa và các tỉnh thành của Bắc Bộ. Nhiệt độ trong ngày thường dao động từ 20 cho đến 28 độ C, ban đêm xuống còn khoảng từ 5 cho đến 6 độ C, không khí thì vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Khoảng 30% số ngày trong tháng thì có thể có mưa. Tuy nhiên, những cơn mưa rào mùa hạ sẽ nhanh đến và đi rất nhanh, cho nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tham quan của du khách. Nếu như tháng 3 là mùa nước đổ, tháng 9 là mùa vàng, thì tháng 7 là mùa xanh. Và đây là thời điểm khắp mọi ngóc ngách bản làng Tây Bắc đều đắm chìm trong màu xanh tươi mới và tràn đầy sức sống của hương sắc mạ non. Sắc xanh trải rộng trên những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, tạo nên một cảnh tượng hiếm có. Mùa trái cây ở Sapa thường bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 7. Dọc hai bên đường dẫn đến trung tâm thị trấn là những vườn đào, vườn mận, sai quả, trái nặng trĩu cành. Và đến Sapa vào tháng 7, ghé thăm bản Tà Phan và Tà Phìn, các bạn sẽ có cơ hội thưởng thức hương vị thơm ngon của mận hậu cuối mùa. 8. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 8. Đây là thời điểm mà tiết trời Sapa rất đẹp với nhiệt độ trung bình từ 20 cho đến 22 độ C, cao nhất là 28 độ C, thấp nhất thì chỉ khoảng hơn 10 độ C. Buổi sáng thì mặt trời lên sáng sớm, tối chiều thì tà hừng quang của mặt trời rực rỡ hơn. Tháng 8 vẫn là mùa hè ở Sapa. Mặc dù là mùa hè, tuy nhiên Sapa không giống như những vùng đồng bằng khác, không nắng gay gắt mà nhiệt độ ở Sapa khá là nhẹ nhàng. Do là mùa hè và cũng là mùa mưa ở miền Bắc, cho nên lượng mưa tại Sapa trong tháng 8 cao hơn so với các thời điểm khác ở trong năm. Khi đến Sapa vào đầu tháng 8, các bạn sẽ được ngắm nhìn Sapa ngập tràn trong sắc xanh của những thửa ruộng bậc thang của núi rừng. Và đến cuối tháng 8, Sapa lại chuyển sang gam màu vàng của lúa chín sắp vào vụ gặt. Vẻ đẹp của Sapa vào lúc này làm cho rất nhiều du khách, đặc biệt là những du khách quốc tế, phải say đắm và để lại ấn tượng sâu sắc. Và ngoài cảnh đẹp của ruộng bậc thang, tháng 8 còn là dịp để các bạn chiêm ngưỡng bức tranh mây trời Sapa. Bầu trời Sapa trong xanh vào buổi trưa, tuy nhiên vào sáng sớm và chiều tối thì Sapa chìm trong biển mây, khiến không gian nơi đây trở nên rất là thơ mộng. Phải đợi khi nắng lên cao, xuyên qua những làn mây thì sắc trắng tinh khôi của mây lại khiến khung cảnh Sapa trở nên rất là bình yên và rất là dịu dàng. 9. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 9. Tháng 9 tại Sapa sẽ có cái xe lạnh đầu thu, nhiệt độ sẽ khoảng từ 18 cho đến 22 độ C. Về tối thì giảm xuống khoảng từ 14 cho đến 17 độ C. Thời tiết thì mát mẻ và ít mưa. Đặc biệt, tháng 9 còn là thời điểm những thửa ruộng bậc thang ở Sapa bắt đầu bước vào mùa lúa chín. Núi đồi miền Tây Bắc trở nên rực rỡ hơn với sắc vàng óng ánh. Từ trên cao thì những thửa ruộng bậc thang phủ đầy lúa chín vàng, mang theo vẻ đẹp cho một cuộc sống ấm no và yên bình. Và ngoài ngắm nhìn ruộng bậc thang rát vàng, đến Sapa vào dịp này các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa cải, đuôi công, mạ tiên thảo trải dài đến vô tận. Mười, kinh nghiệm du lịch Sapa vào tháng 10. Tháng 10 là thời điểm Sapa đã vào thu, thời tiết có sự giao thoa rõ rệt giữa mùa hạ và mùa đông. Nhiệt độ trung bình từ 12 cho đến 25 độ C. Ban ngày thì có nắng nhẹ, cho nên không khí khá là mát mẻ và dễ chịu. Đêm đến thì nhiệt độ giảm dần, trời trở rét. Tại các điểm cao như là bản Hang Đá, đỉnh Phan Xipang hay là Ô Quy Hồ, nhiệt độ thường chỉ ở mức là 9 cho đến 10 độ C. Tháng 10 cũng là mùa của những biển mây khổng lồ, của ánh hoàng hôn rất là rực rỡ. Cái lạnh se sắt của những ngày giữa thu và sương mù bao phủ khắp đất trời làm cho không gian thêm phần mờ ảo và u tịch. Dạo chơi trong thị trấn Sapa trong những ngày này, các bạn sẽ thực sự trải nghiệm hết vẻ đẹp của nơi này, một vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ và quyến rũ. Nếu đã chót say đắm chất thơ của núi rừng Tây Bắc, các bạn nhất định phải đi du lịch Sapa vào tháng 10 các bạn nhé. 11. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 11. Tháng 11 là thời điểm cuối thu ở Sapa, chút nắng vàng hiếm hoi sẽ nhường chỗ cho cái lạnh se sắt của mùa đông. Và trong những ngày đầu tháng, nhiệt độ thường ở mức từ 9 cho đến 19 độ C,
và càng về cuối tháng, không khí sẽ trở nên lạnh hơn. Mức nhiệt cao nhất ở trong ngày là từ 18 cho đến 20 độ C, thường là vào buổi trưa. Và khi đêm buông xuống, nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống ở mức là 9 cho đến 10 độ C. Sương mù sẽ bao phủ khắp thị trấn, tạo nên một bức tranh lãng mạn và huyền bí, khiến cho du khách phải say đắm. Đến Sapa vào tháng 11, các bạn sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp của những triền đồi, dốc đá mơ mộng, chìm trong sương mù, cũng như những thửa ruộng bậc thang đã qua mùa thu hoạch. Chỉ còn lại gốc rạ và những đám mây khổng lồ trôi giạt. Tháng 11 còn là thời điểm của hoa oải hương Sapa, với sắc tím mộng mơ. Và nếu bạn đã chinh phục đỉnh Phan Xipang bằng cáp treo, các bạn sẽ không thể quên được vườn hoa oải hương bạt ngàn nằm ngay tại ga đỗ của tàu Mường Hoa đâu nhé. 12. Kinh nghiệm du lịch Sapa tháng 12. Sapa có khí hậu khá giống với Đà Lạt, cho nên thường được ví như Đà Lạt thu nhỏ của vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, Sapa có một thứ đặc sản mà Đà Lạt không có, đó chính là tuyết nhiệt đới. Khi đến Sapa vào tháng 12, các bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn cảnh sắc tươi đẹp của vùng đất này. Mây răng, tuyết phủ, đất và trời như hòa thành là một. Sương mù dày đặc xuất hiện vào buổi sáng sớm và đêm muộn, cả thị trấn như chìm trong sương, mơ hồ và lãng mạn. Sương và mây dày đặc đến mức đứng cách nhau vài mét các bạn cũng chẳng thấy gì. Đặc biệt, tháng 12 còn là thời điểm của các sự kiện lễ hội độc đáo như là lễ hội mùa đông, ngày hội văn hóa các dân tộc, lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ, lễ Giáng sinh và mừng năm mới. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trải nghiệm những hoạt động giải trí sôi động, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật độc đáo và hiểu sâu hơn về văn hóa độc đáo của địa phương. Trên đây là những thông tin để các bạn có thể trả lời cho câu hỏi nên đi Sapa tháng nào đẹp nhất. Blog du lịch hy vọng rằng video này sẽ giúp bạn giảm bớt những băn khoăn khi lựa chọn thời điểm đẹp nhất để đi Sapa. Và Sapa đang chờ đón các bạn với những cảnh sắc đẹp tuyệt trần. Hãy đến và cảm nhận các bạn nhé! Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.